Shop nhao.vn Clickbank giá rẻ, chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động, chỉ có tại shopbanhao.vn. shopbanhao.vn. Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Ai đánh được Crazy đổi cho đó hả? Bạn tưởng mình không biết chơi Crazy hả? Chùm Crazy đây. Ok, thì hôm nay mình sẽ làm tiếp tục về vị tướng Crazy cho các bạn xem nha. Tại vì ở clip trước ý, các bạn comment như nhỏ thì bình luận nên kêu là ồ anh chơi Crazy cầm ma tính ý, nó mới gớm mặt, nó mới đáng sợ hả? Ui giời, ma tính đúng không? Ma tính là cái này đúng không? Giảm thời gian hơn chiêu này chứ gì? Ui giời, chơi luôn. Thì mình thích, các bạn thích thì mình nhích thôi. Làm clip theo yêu cầu mà. Thích là mình nhích đó, không cần phải khiêu khích. Ok, các bạn thích như thế nào, kể cả khỏi không xài vô hiệu luôn nhá, tuyên bố luôn không xài vô hiệu luôn, đậu xanh mình, các bạn chỉ cần thích thôi là mình nhích luôn đấy, không biết gì mình ngại cả. Ma tính như gì, có ma tính ngay đấy, các bạn muốn cái dao cũng được hết trơn ấy, miễn sao các bạn gọi là quan tâm và ủng hộ mình là mình làm theo yêu cầu luôn các bạn ạ. Thế thì mau lựa đấy, mấy bạn bình luận cho lệnh cầm ma tính thì truy sát nó mới về ạ. Cái gì cũng được hết á, nó đơn giản lắm các bạn ạ. Mình chơi game mà, trời ơi, dám ba cái gọi là phù hiệu này à, vứt hết nhá, bỏ hết luôn, chơi luôn đấy, thế mới máu lửa, không cần phù hiệu. Tưởng cái gì khó nhưng còn phù hiệu này đơn giản như đan dởn nữa mà, cái nào mà chả được. Rồi trận này gặp ai đây, Natalia thay Tulen đây, tèm bạn gắt đấy, không phải dạng vừa đâu các bạn ạ. Trận này đối đầu với cả Tulen hoặc là Natalia, mình đoán không lầm thì chắc có lẽ là Natalia. Còn Tulen thì bạn ấy sẽ đi ủa? What? Thế bạn này có một AD đi rừng à? Thế còn ai AD? Chả hiểu nữa, có khi Nata lại đi lan cùng với cả Anette, lầm nhau với cả Tulen này, sợ gì? Chắc mình không ăn con rắn nào các bạn ạ. Các bạn biết mình mà đúng không? Trời, một người đẹp trai, khoai to, nói nhiều, ý loại hay nói. Vâng, rất là các bạn, rất là nhiều bạn nữ ủng hộ. Tại vì hàng hóa nó to, đâm ra là cảm thấy ủa, chị mình vinh dự quá trời luôn kìa. Cái gì vậy trời, chiến binh vinh dự quá hả? Mình cũng có chiến binh vinh dự nè, mình là chiến binh công chúa bướm nhá. Đấy, hello, vào là chào anh em liền, đừng để các bạn ấy gọi là chào mình nhá. Đấy, rồi ơi, chào cái là phải gánh tới nhé. Đấy, mất công này để các bạn ấy kêu là hello anh hảo, mình chào trước luôn các bạn ạ. Chơi là với chơi chào trước, thế là mới máu lửa. Thôi bạn video đây, bạn cứ việc về lan ôm đi bạn ạ. Không biết gì về ngài cả. Các bạn biết sao không? Tớ là ai? Tớ là Crazy. Một con bướm nó chuyển bay ra bay vào. Ôi giời ơi, là mình cứ làm bảo là đám quái đó. Chết nhăn răng, chết như dẹp, chết như gọi là nhái luôn ấy. Có biết gì về ngại cả. Chơi Crazy thì các bạn thường xuyên di chuyển giúp mình với nhá. Ôi giời, ông Crack ông đi tròn rừng các bạn mà tròn thì méo nào, ông chạy qua bù đỏ à? Ô vãi cả trưởng, ăn bướm đi à, ăn bướm đi. Thế là cuối cùng không cho được à? Hay sao đây? Tự dưng chạy qua ông bùi xanh nó đó là hơi muộn rồi. Mình cứ tưởng Crack nó kéo ra cái, mình cũng chạy ra, mình hất tung một cái, quăng cho một cái. Có khi lại KS được cái con bùi xanh, sướng như con cắn nướng ấy chứ nhỉ. Ủa, hello hello. Con này máu nhỉ? Bạn hơi bị láo nháo ở đấy. Bạn biết tớ là ai không? Bạn biết tớ là... Ê, đau. Cái đậu xanh nhà nó chứ. Bướm nè. Mẹ còn xíu máu rồi các bạn. Cắt vậy. Chơi gắt vậy. Ôi giời, tớ chỉ nhây bạn thôi, bạn tông biến để làm cái gì? Bạn tông biến để làm cái gì? Đúng là một cái va gọi là người ta tính cá rồi đấy, tông biến lên làm cái gì? Trời, bạn tưởng bạn cứ nghĩ rằng mình không biết bạn có tông biến á. Trời ơi, hơi bị nhầm to rồi đấy. Tính gọi là tông biến lên quăng chưa một ăn mình ấy. Ôi giời ơi, về xíu nhá. Cho mình về một xíu nhá. Đó, chơi chắc tổng luôn đấy. Về là phải xin phép gọi là hỏi han đàng hoàng các thứ kiểu qua điểu một người rất là ngoan ngoãn này đó, lễ phép này. Ui giời, thế mà các bạn không like cho mình thì thế nào nhở, đúng không? Rồi xong đi toilet rồi, đi rồi, bạn ấy đi rất nhanh các bạn ạ, đi quá nhanh luôn. Natalia kìa, ôi giời ơi, bây giờ thì có mà hụt hết nha, chúng làm sao được. Anette hả? Bướm nè, ăn bướm đi. Tại mình đang giả bộ âm mạng rồi. Mấy bạn đang xem clip đừng có gắt nha. Mới vào đừng có gắt, bình tĩnh thôi. Chuyện đâu còn có đó. Cái khó cứ để Crazy lo. Hello. How are you? I don't miss me. Wow. Ui xài ơi anh ơi. Anh gì đó ơi. Mấy anh lên trời sung sướng nè. Bướm bay nè.
Rồi con bướm bay rất nhanh nhưng mà rất tiếc bạn ấy không đủ đam. Ý là mình không đủ đam. Ôi lại hỗ trợ à? 2 điểm hỗ trợ rồi đấy. Chơi nó luôn. Chơi nó luôn. Chơi nó luôn bạn ơi. Bạn ơi. Ủa định mạch sao AD tăng mình dừng tăng mình bạn ấy trốn ở thế nào nhở? What the fuck? En úi xời hàng về. Cho em xin mạng nào anh ơi. Đùa nhau. Thế mà thêm mèo nào không ăn được mạng kìa. Lại hỗ trợ à? 3 mạng rồi đấy. Các bạn có thể thấy rằng mình hỗ trợ từ đầu đến cuối mà toàn đuôi đến đầu đấy các bạn ạ. Có thế cơ chứ. Ai. Wait. Mày ăn bướm này. Trời ơi, ăn bướm này anh ơi. Ăn bướm này mày ăn đây. Quýt nó luôn đúng rồi. Ai đánh 13 luôn. Vâng, đánh nhau đi, bạn đánh đi nha. Mình chạy đây, mình chạy trước đây. Bạn cứ đánh thoải mái này nha. Bạn đánh cho nó thoải mái này, chết luôn cũng được bạn ạ. Mình chạy. Chứ mình đâu có ngu đứng lại chứ chết chùm à. Người ta đánh còn 2-1 không chuột cũng què. Bây giờ 3-2 là thêm bạn hơn hẳn một người rồi, ngu thế. Đúng không? Mình mà bay vào mình chết là người ta lại bảo mình ngu ngơ đấy. Ê ôi sợ insect à. Insect à, kinh đây. Còn mình đi về thì có khi các bạn lại bảo gọi là mình là một con người gọi là xấu xa, bỏ đồng đội lúc xa cơ lỡ bước. Nhưng mà mình đứng lại mình cũng chết cả hai thì thôi. Chết một người thôi, đúng không? Chết một người thôi, chết chứ cho lắm là tắm cũng ở chuồng này. Úi sợi ơi, chết nè. Em xin một kill nào mấy anh ơi. Cho một kill đi. Mẹ xâm lạc này thì anh định mới hụt à? Con chưa ai mà hụt à? Rồi liêm tem bạn nó có liều đợt mạnh đến châu thế các bạn ạ. Cuối cùng thì mình cũng ăn được một mạng này, mừng quá trời luôn. Mừng rơi nước mắt, mừng cháy nước mũi, mừng gọi là rớt nước miếng ra luôn các bạn ạ. Sướng thật đấy chứ nào. Ôi giời ơi. Từ từ nha các bạn. Đi về nha. Mình đi về cái nha. Đó. Đi đến nơi gọi là về đến chốn đúng không? Về một cái là phải gọi là chat gọi là thông báo với cả toàn tem luôn. Về một chiếu nha. Đấy. Về một chút chiếu thôi nha. Mình về một chút chiếu thôi. Mình quay lại liền chứ nè. Tuổi lơ. What the hell. Sao căng vậy anh Du Béo? Anh có thể căng thẳng như vậy được cái chứ nhỉ? Úi giời. Úi giời ơi. Làm cái gì đây? Đâu rồi? Con nàng đâu rồi? Hello. Trốn trong bụi lùm đúng không? Úi giời, mình biết ngay mà. Đó này thì láo nháo này. Con bướm này, con bướm đen các bạn ạ. Đây là cái trang phục cuối trong cái sổ sứ mệnh các bạn. Một trang phục rất là chất của vị tướng Crisy. Trước đây mình cũng đã làm mấy lần rồi nhưng mà cứ làm thêm các bạn ạ. Đấy, xin các bạn xem cho nó chán. Hôm sau các bạn khói comment Crisy đi anh ơi, Crisy đi anh ơi. Cho các bạn xem cho chán luôn. Mới rồi là hôm qua hôm kia gì đó có một clip Crisy rồi hôm nay có nữa. Đánh cho nó sướng. Hôm đó thì mình không cầm ma tính, thấy các bạn comment yêu cầu ma tính qua. Có ma tính đây. Đấy các bạn thấy chưa? Có ma tính thì mình sử dụng chiêu 1, chiêu 2 trước rồi mình mới sử dụng chiêu cuối các bạn ạ. Tại vì nó giảm thời gian hồi chiêu mà. Ôi trời, con hàng kia hãy xem ta đây. Adu, mi đánh chiêu 2 vậy? Thôi sao mất con bướm của mình luôn rồi. Mình hạn chế xài chiêu cuối trước các bạn ạ. Tại vì nó có cái nội tại giảm thời gian hồi chiêu mà. Quăng chiêu 1, chiêu 2. Đó, xong bắt đầu xài chiêu cuối là quăng chiêu 1, chiêu 2 nữa. Ui giời ơi. Có mà răng dụng đến rốn đấy chứ đâu làm sao được. Trong cả DC mình chơi khá là ít. Từ giờ mình chơi một cái mình làm clip luôn. Con này nó dễ chơi các bạn ạ. Nó dễ chơi òm có ở đâu khó. Ôi. Cho nó lên trời này. Cho lên trời choáng không lên trời được luôn à. Rồi có chiêu cuối rồi đây. Hãy xem ta đây. Bùm chiêu. Bướm bay này. Bạn bắn tớ đi. Rồi xong đi về đấy anh Du Béo ơi. Chúng ta cùng về thôi nhá. Người ta gọi là thôi ta về ta tắm ao ta đi bệnh đi máu quá mà chạy ra mà hé một cái nó quánh cho đi không còn răng mắn cháo các bạn ạ. Tướng Crisy này đét lính cũng khá là ngon đấy các bạn nhỉ. Cứ thả con bướm một cái là hết nửa cây máu rồi, hất tung một cái là ngon lành cành đào ngay. Nhưng mà có một điều là tốn mana quá các bạn ơi. Ui đánh nhau đấy kìa, ui đánh nhau đấy kìa mà tới hết mana tớ không có làm được cái gì hết đấy các bạn ạ. Vâng, một cái pha rất là tiếc cho mình. Nếu mà mình chạy ra mình sờ mông sờ má thì có khi ăn được vài mạng ấy chứ. Làm gì vậy? Bật chiêu cuối thôi. Đấy, các bạn thấy chưa? Quăng chiêu 1, chiêu 2 một cái là chiêu cuối. Cái chiêu 1, chiêu 2 nó chuẩn bị hồi luôn đấy. Các bạn thấy chưa? Thì ra là ma tính nó có cái nội tại. Quá là ghê gớm như vậy. Mình biết chứ. Nhưng mà đôi khi mình không thích đem, mình sai tài không thích xài thôi. Xài nó kiểu ngược đời ấy, nó mới chất. Đấy. Về xíu nha. Rồi ơi, một con người mà đâu đó, anh em comment yêu cầu về cầm ma tính có clip ma tính luôn đấy. Đi về một cái là bị xin phép gọi là bên mình và tem bạn luôn đấy, thông báo ấy các bạn.
thế đây mà chả ai like cho mình gì hết trơn. Ôi rồi anh Du Béo anh đang rất rung, anh lao vào thêm bạn mà anh rất là gọi là máu lửa, thì cái kết anh ấy chết cũng gọi là hết hơi luôn các bạn ạ. Kính thế này thì máu chó sung lắm, nghe nói bạn ấy xanh lắm, giờ vẫn còn cái liều đợt mệnh chưa xài kìa các bạn. Đó lại chém gió tí nó lại mất liều đợt mệnh bây giờ đây này, ngu người này. Ôi giời, ui giời, ui giời, anh làm gì tôi, anh muốn làm cái gì tôi, mé nhà anh chứ, anh lau nháo à, cho anh ăn con bướm vào mặt bây giờ, đảm bảo không sướng không tính tiền nhá, không sướng là không tính tiền, đấy, sướng chưa, ui giời ơi, lao vào mình nó bắn như đúng rồi, ghê chưa, quá trời pháp sư luôn, rồi rồi rồi, lên trời nè, mình tới với tất cả các bạn gì đây, uầy, 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 uầy. Úi giời, chưa có chiêu cuối các bạn ạ. À. Định mình có chiêu cuối một cái là rồi xong, hãy xem ta đây. Ủa kéo hay đấy. Bấm tim đại pháp. Cha 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 cha, tốc biến trời luôn, bướm bay ngập trời. Rồi xong, ra đi rồi. Uầy, 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 uầy. What's up, man? Trời ơi, sướng ghê. Tuy mình không ăn được mạng nhưng mà mình hỗ trợ nhất tem các bạn ạ. À. Còn nhiều hơn cả support. Ghê không? Grissi nó lợi hại vậy đó. Được không? Các bạn thấy được không? Thắng luôn rồi gì nữa, đánh đấm gì nữa, đâu kịp, các bạn đâu ra kịp nữa. Bất tử các bạn ạ, à. Yeah, cái liều đợt mệnh phí quá. Nhiều người bây giờ họ hay sử dụng cái gì ta, cái phù hiệu chuyển sinh ấy các bạn. Bây giờ chết mình hồi sinh liền ấy, nhưng mà mình liều đợt mệnh vẫn còn thế này, sử dụng cái phù hiệu đó để làm cái gì? Vâng, hiện tại mình đang chém gió rất gắt các bạn ạ, à. Cái đó là cực kỳ gắt đến từ vị trí của anh ảo luôn. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay, thấy video của mình khoái, nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Chúc tất cả các bạn xem video vui vẻ. Ok, ok. Trời mơ BB loài mồm các bạn ạ. Nói hỗ trợ như vậy mà BB mới lạ lạ đấy, đúng không? Không mà BB mới lạ lạ đấy. Kém thêm mạng cái sao nữa mà khó quá. Mới thẻ mà BB đội thua, đội thắng cũng khó. Thôi kệ, thôi có sao mình, có nhiều mình xài nhiều đi ha. Không nên đòi hỏi quá. Đòi hỏi quá nó sẽ khiến cho mình gọi là thốn đến tận rốn. Quái liền, đồng đội quái liền, mời lại liền. Úi giời, đánh hay thế, không mời mình là lạ đấy. Rồi bye bye.